Sang đi qua bạn làm đẹp đây cả nhà ơi. Ở bên nước Đức mùa thu rồi nên là lá nó rụng gần hết luôn nè. Lạnh. Lâu lâu Sang cũng đi bụi đời bữa cả nhà ơi. Đây, cả nhà nhìn thấy buồn hiu à. Đây, Sang vô đây nè cả nhà. Đứa em bạn nó vô học nghề ở đây nên là Sang qua đây cho nó rút móng của Sang đây. Đây không khí mùa thu này cả nhà cũng nhìn thấy lá rụng gần hết rồi đó. Giờ Sen vô bên trong này, tiệm này chắc đẹp đó cả nhà. Đây giờ mở cửa đây nè. Đây em này học nghề ở đây. Sen bữa nay vô đây cho nó rút móng của Sen đây nè. Đây tiệm tên đường tên gì đây? Bismarck Strasse 106. Tiệm mới mở. Đây là tiệm mới mở đó cả nhà ơi. Nãy Sen có quay đi chỉ ngoài đó. Đây có tóc rồi, có gì làm tóc. Chắc bữa nào Sen qua đây làm tóc á. Để tóc dài á, để tóc dài Sen qua làm. Đây tiệm rất là đẹp ở nhà nha. Tiệm tiệm mới. Mọi người follow Facebook Emily Dung nha. Đây. Có cái đó, Facebook tên đó. Đây là tiệm này nè cả nhà. Emily Dung á, có Facebook á. Facebook là fanpage gì đó. Tiệm rất là sang trọng nha cả nhà ơi. Sen cũng ít điệu lắm cả nhà ơi, lâu lâu cũng đi hưởng thụ cắt da tay da chân hoặc là đi massage Thái. Bữa nay bạn Sen nó học nghề nên là Sen qua đây làm chuột bạch cho nó thí nghiệm, như vậy tay nghề nó mau cứng. Ai cũng vậy hết trơn, mới đi học nghề là phải làm hoài như vậy. Sen tự sướng nha cả nhà ơi. Sen cũng từng đi học nghề nên là Sen hiểu đó, mình càng làm nhiều tay nghề của mình nó sẽ cứng, còn không mình lên tay chân khách mình run lắm. Ở đây á, cắt da tay da chân cho khách mình cũng phải cẩn thận đó cả nhà. Trước đây vô với Sen giống nhau cắt thịt cắt da, giờ vô đây á, rút móng rồi tay nghề quá chấm luôn. Bữa nay Sen được sướng bữa nè. Rồi xong. Quá tuyệt vời luôn ông mặt trời này. Nó kéo quần kéo người. Làm điệu xong bây giờ Sen ra về đây. Ra ngoài đường cả nhà cũng nhìn thấy khu này không phải là khu trung tâm lớn nên là không có người đông đúc qua lại. Sen ở Đức gần hơn 10 năm nên là lần đầu tiên bước chân qua chỗ này đó cả nhà. Ở đây là hình như là tòa nhà này văn phòng chỗ người ta làm việc chứ không có phải là khu vui chơi nên là rất là ít người qua lại. Sen cũng đi chơi về nó là về nhà tối thui đây nè. Rất là đông người nè. Đây là buổi tối ở bên Berlin nè cả nhà nha. Rất là đông. Đây là chiếc tàu dưới từng hầm đó cả nhà, nó dài nữa. Sen đi chơi nãy giờ, giờ Sen mới đi về, đi xuống tàu để đi về đó cả nhà. Bên trong tàu đây, này là bên trong tàu nha cả nhà. Tàu nó chờ có người đúng giờ thì nó chạy vậy đó nha. Giờ này không phải là giờ hành chính nên là cũng không có đông người lắm. Cái này nó để cái tới bến nào vậy đó cả nhà. Cái này gọi là giống như bản đồ vậy đó. Bên trong tàu chưa có đông người lắm.